Bạn đang muốn tìm một trung tâm đào tạo về kinh doanh online nhưng chưa biết phải học ở đâu. Xin chào bạn, tôi là Thanh Thịnh Bùi, hiện nay đang là CEO nhà đầu tư và là một tác giả sách. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về trung tâm đào tạo kinh doanh online Internet Việt Nam. Đây là một trung tâm đào tạo kinh doanh online hàng đầu tại Việt Nam và tôi khuyên các bạn có thể tham khảo thử các khóa học tại đây. Internet Việt Nam là một trung tâm đào tạo kinh doanh online hàng đầu tại Việt Nam đang cung cấp những chương trình đào tạo về quảng cáo Facebook, quảng cáo Google, quảng cáo TikTok và rất nhiều những kỹ năng khác để phục vụ cho những bạn đang kinh doanh online. Internet Việt Nam bên cạnh đó còn cung cấp những dịch vụ liên quan để giúp cho người khởi nghiệp kinh doanh có thể dễ dàng hơn và tiết kiệm nhiều thời gian. Ví dụ như là dịch vụ thành lập doanh nghiệp, tư vấn các giải pháp về marketing tổng thể, làm sao để người kinh doanh online như các bạn có thể tìm được những cái phương án, tìm được những cái lời khuyên để chúng ta khởi sự kinh doanh một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian và chi phí. Internet Việt Nam hiện nay tôi cũng đang là giảng viên tại trung tâm này và đồng hành với tôi là có danh sách những cái giảng viên khác là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực được sàng lọc và được kiểm tra một cách bài bản và chuyên nghiệp để chọn ra những chuyên gia phù hợp và mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích, chuyên sâu cũng như là cái phương pháp giảng dạy gần gũi, dễ hiểu và với mức học phí phải chăng nhất. Để tìm hiểu thêm về các khóa học và chương trình đào tạo, bạn hãy truy cập vào đường link internet.edu.vn hoặc gọi vào số hotline 0774 964 469 để gặp tư vấn viên hỗ trợ một cách tốt nhất. Khi truy cập vào trang web internet.edu.vn, bạn sẽ thấy danh sách các chương trình đào tạo online trực tiếp tại lớp cũng như tư vấn giải pháp 1-1 để đưa ra cho bạn những lời khuyên tốt nhất. Nếu bạn không biết mình nên lựa chọn giải pháp nào, hãy gọi vào số điện thoại 0774 964 469 để được tư vấn viên hỗ trợ và đưa ra cho bạn khóa học phù hợp nhất với thứ mà các bạn đang cần. Và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình đào tạo cũng như về trung tâm Internet Việt Nam, hãy để lại bình luận bên dưới video và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube và nhấn vào nút chuông bên cạnh nữa để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp.